Tèo 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 tèo. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV. Đẹp trai đấy bạn ơi. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video Minecraft mới của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da. Yeah. Ok. Yeah lên em, yeah lên. Đó. Đúng rồi, phải dê lên như vậy thì nó mới sôi động, hiểu không? Và quay video cho các bạn fan xem là mình phải vui vẻ lên, bạn hiểu không? Đó, ok rồi. Thì hôm nay đó bạn ơi, mình đã mời các thành viên vào trong đây và cùng chơi gọi là game Backward cùng với mình rồi anh em ơi. Và nếu như bạn nào mà muốn bọn mình chơi chung với nhau nhiều hơn nữa thì các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè. Và nhớ mình nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Ok, ok. Bây giờ thì ok, từ mọi người đợi xíu, mình sẽ phải tắt mic đã. Ok anh em ơi, mình đã tắt mic rồi. À, đã lâu lắm rồi mình chưa có những cái màn cho anh Hero Team mấy bạn ơi. Cho nên là hôm nay nè, mình đã quay trở lại vào trong Backward để mình tiếp tục cho anh Hero Team mấy bạn ơi. Đó, hình như là mọi người vẫn chưa biết gì đâu anh em ơi. Đó, mọi người vẫn đang rất là ngơ ngác và mọi người vẫn đang tưởng rằng là mình mời mọi người vào đây chỉ để chơi Backward bình thường. Nhưng thật ra đây không phải là một cái Backward bình thường. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cho mọi người nha anh em. Nhưng mà mình sẽ cho bằng một cái bẫy thật là bình thường thôi, chứ mình không có dùng gọi là chế độ gọi là admin nữa. Mình sẽ không trở thành Phong Cận hacker nữa nha anh em, để cho một cái video thật là thú vị hơn nha. Ok ok. Rồi, còn bây giờ chân chơi nào, chúng ta bắt đầu vào game và cho Hero Team thôi các bạn ơi. Ok, để mình bật mic lên đã. Alo alo. Alo mọi người ơi. Alo. Yeah. Rồi ok. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào trong Backward nha. Ok. Rồi ok rồi, mình sẽ mở và phòng Backward của YouTuber nè đó. Wow, một cái map đẹp ghê luôn á. Ok ok, chào mọi người, vào đi. Ok, Phong Cận vào, Simmy vào, Camui, Sammy, Timmy, Mr. Dịch vào hết nè. Rồi ok. Rồi, 10, 9, 8, 7. Rồi đây bắt đầu bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chọn team nha. Mình sẽ chọn team màu xanh nè. Đó. Màu xanh là màu của mình nha bạn, cho nên là mình sẽ chọn team màu xanh luôn cho nó đẹp nha. Rồi. Vô. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ lượm thật là nhiều vàng, nhiều sắt để chúng ta chơi Backward với nhau nha. Lần này em hứa với mọi người là em sẽ không hack nữa đâu. Mọi người yên tâm, em không hack nữa đâu. Mấy bạn fan cứ yên tâm nha, lần này mình chơi là mình sẽ không hack nữa đâu. Mấy bạn yên tâm nha, trời ơi, mình hack nhiều cho nên là mình cũng hơi chán rồi. Lần này mình sẽ không hack nữa, mà mình sẽ chơi thật là đàng hoàng luôn bạn ơi. Đó, mình sẽ lượm sắt, lượm vàng nè. Giống gì ta? Thiệt chứ sao lại không? Trời ơi, Phong là Phong hứa, một khi Phong hứa là Phong sẽ làm, hiểu không? Phong sẽ không hack nữa. Đó, ok. Tạm tin. Ok rồi, bây giờ Phong đứng đây Phong lượm vàng nè. 1 hour later. Rồi ok bạn anh. Ui. À, Timmy qua đây tính giành gọi là kim cương với mình hả Timmy? Lượm nè, chết đi. Ok rồi. Qua đập nhà luôn mày ơi, đập nhà Timmy đù luôn. Ok. Đập nè. Sắp đập được rồi, đập được rồi. Bùm. Ok rồi. Mình tha Timmy lần này đó. Ê, mình tha Timmy lần này đó, mình chỉ đập giường thôi. Mình chỉ đập giường thôi chứ mình không giết bạn, hiểu không? Tha đó. Ok. Rồi anh em ơi, bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này nè nha các bạn. Mình sẽ chỉ đập giường thôi chứ mình không có giết người. Sau khi đập giường xong thì mình sẽ bắt đầu tạo ra cái bẫy tròn của mình nha anh em. Đó, mình sẽ tạo cái bẫy để mình tròn nha. Ok rồi. Rồi, bây giờ để xem coi tiếp theo sẽ là ai đây. Camui hả? À, Camui bạn ơi. Ok ok. Bây giờ mình sẽ chạy qua nhà Camui, mình đập giường của Camui nha. Mình chỉ đập giường thôi chứ mình sẽ không giết người các bạn ơi. Đó, đập giường để mình còn gọi là tròn đó bạn ơi. Đó, ok. Ấy, Camui đâu ta? Camui đâu rồi? Camui chạy rồi các bạn ơi. Camui đi đâu mất tiêu rồi. Đập giường nè. Camui ơi. Camui ơi. Chị Camui với anh Dịch đang quấn nhau các bạn ơi. Rồi xong. Rồi xong, anh Dịch giết chị Camui luôn rồi các bạn ơi. Ơ chết. Rồi anh Dịch giết chị Camui rồi, làm sao tí nữa mình cho anh chị Camui được ta? Thôi cãi đi, coi như chị Camui xui với bạn ơi. Ok rồi, tiếp theo là sẽ là mèo Simmy nha. Ủa, Simmy đang sấy gì vậy? Simmy đang bích nhà Simmy lại bằng gọi là hình trái tim mấy bạn ơi. Ok, hình trái tim, hình trái gì mình cũng đập hết. Ok, lẻn vô, lẻn vô. Ôi. Giết tôi làm gì? Nè, chết đi. Ok, đập vô. Đập giường. Ok, chạy bạn ơi, chạy. Ok, mình đã phá được giường rồi. Đó, mình đã hứa là mình chỉ phá giường thôi chứ mình không giết người nha. Tí nữa mình mới giết người sau. Ok rồi. À, tiếp theo là ai đây? Anh Mr. Dịch đó bạn ơi. Trời ơi bạn ơi, anh Dịch ảnh bọc giường bằng gọi là cái gì ta? Cái nó gọi gì nha? Hắc điện thạch đó bạn ơi. Trời ơi, trời chơi gì ai chơi trời. Còn Sammy làm gì đây? Rồi Sammy xây cái cầu gì đâu mà cao dữ vậy? Trời ơi trời.
coi bộ kỳ này mình hơi mệt đó nha. Ok rồi, qua bên nhà của anh Dịch luôn. Ok, ok, mình sẽ giết anh Dịch trước nha, sau đó mình sẽ đập giường sau. Ủa, anh Dịch kìa, anh Dịch kìa. Ok, qua giết. Hơi. À, anh Dịch mới xài kiếm gỗ hả? Xài kiếm gỗ thì làm sao mà giết được em? Ok, đập bé bé ơi, đập nhanh lên. Chạy. Em xin lỗi dịch. Ok, dịch. Mấy bạn ơi, anh Dịch là mình không phá được giường rồi, bởi vì anh Dịch là lắp bằng bedrock mấy bạn ơi. À không, nhầm, cái này là hack điện thạch mới đúng chứ. Anh Dịch lắp bằng hack điện thạch cho nên là mình cần phải nâng lên cấp kim cương mình mới đập được nha. Ok, toàn quá. Ok. Thôi không sao. Vậy bây giờ mình qua bên nhà người tiếp theo là Sammy đi. Ok, Sammy nha các bạn. Không giết được anh Dịch thì bây giờ mình chuyển qua mình giết Sammy, đúng không? Có gì đâu mà khó. Ok, leo lên nè. À, anh Dịch là chắc tí nữa mình phải chờ ảnh gọi là đi đâu đó đi mình mới qua mình đập giường được các bạn ơi. Ok. À, Sammy. Sammy bây giờ chọi bơm mình các bạn ơi. À, mày nhìn bắn cái phong cần. Ông may lắm. Ừ, may sao may? Sao rồi? À, chạy. Chạy hả? Chọi Emerald, chọi cái ngọc Ender xong bị té luôn bạn ơi. Ok, đập giường. Ok. Tạm biệt Sam nha. Tạm biệt Sam nha, tôi đi đây. Cho Giang. Ăn gan gì mà ăn gan, tôi qua tôi đập giường hỏi tôi không giết là may gì đó chứ ăn gan gì mà ăn gan. Tôi đi đây. À, ok, để xem coi. Bây giờ là chỉ còn có mình với anh Dịch là chưa bị mất giường thôi. À, làm cách nào để đập được giường của anh Dịch đây ta? À, giường anh Dịch coi bộ hơi khó nha. Mình cần phải có gọi là cúp kim cương thì mình mới đập được. Không sao, bây giờ mình sẽ về mình nâng cấp kim cương nha các bạn nha. Ok, đi thôi. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ nâng cho mình lên thành gọi là cúp kim cương luôn nha bạn nha. Đó, cúp kim cương luôn nè. Làm thêm cái kéo tỉa nữa. Đó, ok. Rồi, à, bây giờ còn gì không ta? Chắc là mua thêm ngọc và Ender đi để mình còn bay qua nhà anh Dịch cho dễ. Nhưng mà bây giờ mình chỉ có 2 Emerald thôi. 2 Emerald làm gì được gì ta? À đúng rồi, có một thứ đó chính là thuốc tàn hình. Đúng rồi, uống thuốc tàn hình xong chạy qua nhà anh Dịch, đập nhà anh Dịch. Hợp lý, tại sao mình thông minh quá vậy ta? Ok. À, Timmy kìa mấy bạn ơi. Hỏi kệ đi, Timmy mình không giết đâu, mình để tí nữa mình cho anh, các bạn hiểu không? Mình để tí nữa mình cho anh. Hello Timmy. Đi chỗ khác trở lại, đi chỗ khác à. Ok, yên tâm đi, tôi không giết bà đâu. Tôi là một người rất là nhân từ, bà hiểu không? Tôi không giết ai đâu, yên tâm. Ui. Chắc tên anh Dịch ảnh có được giáp kim cương với kiếm kim cương luôn rồi các bạn ơi. Trời, căng nha. Không sao sao, bây giờ chúng ta sẽ uống thuốc tàn hình vô. Bùm, đó, tàn hình. Thôi chạy. Chúng ta cùng nhau chạy qua nhà anh Dịch thôi. Hy vọng là mình có thể đập được nhà của anh Dịch nha. Ok. À, chạy qua. Mong là anh Dịch sẽ không thấy mình. Ok, đứng ở đây đập. Đập. Nhanh lên. Ê, yeah, đập được rồi. Hello anh Dịch. Anh Dịch ơi, em đã đập nhà của anh rồi. Chạy bạn ơi, anh Dịch anh có giáp kim cương quýnh không lại anh đâu. Chạy. Hơi. Xa. Ok rồi, chạy. Bây giờ mình sẽ chạy về nhà. Mình sẽ chạy về nhà để mình làm cái bẫy bạn ơi. Anh Dịch anh có giáp kim cương rồi, quýnh không lại. Chạy. Anh Dịch đâu rồi? Dịch đâu rồi? Ok, anh Dịch đã quyết định là anh Dịch không đuổi theo mình nữa bạn ơi. Rồi, coi như là nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Mình đã phá được giường của tất cả mọi người rồi. Bây giờ là chỉ còn đến cái phần gọi là chờ cho mọi người sập bẫy đó thôi. Đó, mình sẽ qua đó mình xây cái bẫy nha. Ok, rồi xây cái bẫy nào. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa biết cách để xây bẫy á. Thì các bạn có thể xây cái bẫy giống y như mình nha. Cái bẫy của mình xây rất là đơn giản thôi bạn ơi, không hề khó chút nào hết. Và cũng không hề tốn nguyên liệu nữa, rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào đây nè, chúng ta sẽ mua chúng ta thật là nhiều len luôn, đó thấy không? Mua thật là nhiều len luôn nha. Sau chúng ta sẽ qua đây. Bây giờ mình sẽ đặt cho mình một cái đường từ đây qua bên đó nha, để cho nó thành một cái đường thẳng nha bạn. Ok, đặt qua nè. Rồi, sau khi đặt đến đây nè thì các bạn sẽ cho nó cao lên một ô nha. Đó, cao lên một ô, sau đó đi qua tiếp. Đó, qua tiếp nha. Rồi, mình đã qua bên tới bên mid này đó bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái đường cầu thang. Đó, thì những cái người nào mà họ thấy rằng là mình chưa bị đập giường á anh em, thì họ sẽ có một tâm lý đó chính là họ rất là muốn đập giường của mình. Thì họ sẽ đi bằng cái đường này cho nó nhanh đúng không? Đó, đi bằng cái đường này chạy qua đây cho nó nhanh nè. Chứ cái đường bên đây là phải vòng vèo rất là khó khăn cho nên là họ sẽ đi đường này. Mình nghĩ là như vậy, chắc tí nữa mình qua mình đập cái đường bên kia luôn đi. Ok. Rồi, họ sẽ đi đường này, họ chạy về đây đúng không? Là họ đi đập giường của mình đúng không? Thì chỗ này nè. Thì bây giờ mình sẽ đập cái chỗ này ra nha các bạn nha. Đó, đập cái chỗ này ra nè. Sau đó mình sẽ để cho mình một cái cục len cao lên như thế này. Đó, rồi. Sau đó là mình sẽ đập cái chỗ này bên dưới này ra. Đó, ok rồi.
Đó, thì theo như cái tâm lý của người ta thì người ta sẽ rất là muốn gọi là đập giường của mình, thì họ sẽ chạy qua nhà mình rất là nhanh và họ sẽ không để ý đâu các bạn ơi. Đó, và khi mà họ chạy như thế này nè các bạn coi nè, đó, chạy một đường thẳng, tung đầu ở đây và rơi xuống. Đó, thấy không? Vậy là coi như là họ sẽ chết. Rồi, ok rồi, đó thấy không? Mình tự sập bẫy của mình xong mình chết luôn bạn ơi. Một cái bẫy rất là hoàn hảo nha các bạn nha, cực kỳ hoàn hảo luôn nha. Ok. Rồi, nhưng mà để gọi là dụ người ta qua nhà mình thì mình sẽ phải chập của người ta bạn ơi. Mình sẽ chập của người ta xong ta chạy đến đây thì mình sẽ đập cái đường này ra nha. Ok rồi. 2000 years later. Bây giờ mình sẽ chạy về đây nè, mình sẽ để cho mình cục len vào đây. Đó, ok, để một cục len vào để cho mình đi qua trước các bạn ơi. Ok. Ui, Timmy kìa, Timmy kìa. Ui, Timmy có vũ khí kiếm kim cương các kiểu các bạn ơi. À, ok, bây giờ mình sẽ thử mình chọc Timmy trước nha. À, từ từ mình bật mic lên đã. Alo alo, Timmy ơi. Timmy. Timmy ơi. Timmy ơi, hồi nãy tôi mới đập giường của Timmy á, Timmy tức không? Nếu Timmy tức thì Timmy qua đây quýnh tôi nè, giỏi qua đây quýnh tôi nè, liêu qua đây. Qua đây. À, thằng này hắt ra bây giờ bà đã có rất là nhiều đồ rồi mà đi quầy nghỉ qua. À. Rồi, lật bẫy rồi bạn ơi. Ok, một người. Rồi, ok. Đó, à, thấy không bạn, thấy không? Timmy chính là thí dụ của chúng ta, thấy không? Đó, Timmy đù gì đâu á trời. Ok rồi, mình sẽ đập chỗ này ra nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ dụ người tiếp theo nha. Ê mà khoan, từ để mình về mình nâng thêm ít đồ nữa. Chết, mình quên mất bạn ơi. Mình quên mất là mình đã đặt cái bẫy đó rồi. Trời ơi, trời chết queo luôn. Ai, thôi kệ, không sao. Tại giờ nghiệp đó không? Nghiệp đó. Nghiệp cái gì mà nghiệp? Trời ơi, cái này là tôi quên thôi mà. Ok rồi. Bật len lên nè. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ cẩn thận hơn bạn ơi. Nãy quên. Ok. Lắp lại nè. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ qua bên mid, mình kiếm người tiếp theo nha, để coi coi người tiếp theo bị mình dụ sẽ là ai đây. À, mình thì mình vẫn còn giường cho nên mình chết thì không sao. Còn những người khác thì họ chết cái là họ chết luôn mày ơi. Ê, Sammy nè, Sammy. Ok coi. Sammy ơi. Yay. Sammy ơi, tôi ông đừng có quay. Ôi, tôi sẽ qua tôi giết ông. Đừng gọi đến tôi. Qua giết ông hả? Có giỏi giết cho tôi nè. Tôi dùng kiếm luôn nè, dùng kiếm solo vào luôn nè. Ok qua đây. Ok. Ok. Có giỏi thì giết hết tôi đi. Trời ơi, đố anh giết được em, giết không được làm cuốn. Trời ơi, đố anh bắt được em. Trời ơi, qua đây. Làm cuốn nè, trời ơi, tôi làm được hết. Qua đây, giỏi qua đây. Ủa gì à, sao suy nghĩ vậy? Ông có làm gì trên cái chỗ này không? Có làm gì đâu, qua đây đi. Ông nào cũng hack nè, ông hack không, ông ấy thề. Tôi không có hack vậy đó, tôi không bao giờ hack. Ủa mà khoan, hình như bên kia là anh Dịch kìa bạn ơi. Ê, anh Dịch. Hồi nãy em mới đập giường của anh á, anh có giỏi thì anh qua đây giết em luôn đi. À, tính ra mình kêu ổng giỏi, ông qua giết mình, ông qua giết thiệt luôn bạn ơi. À, ghen ha. Ok, giỏi thì qua đây đập giường của em nè. Qua đây, em chắc anh Vinh, chắc hai người luôn. Qua, gọi là gì ta, qua úp sọt ông Phong luôn, cho ông Phong biết thế nào lấy đồ. Ok cho anh Vinh được. Ok không, đi, let's go. Qua đây, giỏi qua đây, giết lần cả hai luôn nè. Ê, ui, anh Vinh té rồi nhưng mà Sammy chưa té. Té đi. À, ok bạn ơi. Ok. Ơi mấy bạn ơi, hồi nãy là anh Dịch té rồi nhưng mà Sammy chưa té. Trời ơi, vậy là cái bẫy của mình vẫn còn gọi là chưa được hiệu nghiệm cho lắm mấy bạn ơi. Chỉ có một mình anh Dịch bị té thôi, nhưng mà không sao, mình cũng đã giết được Sammy rồi. May quá. Ok. À, may ghê luôn á. Ok, giết được hai người rồi. À, Simmy kìa. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là Simmy á, thì Simmy sẽ gọi là rất là yếu bạn ơi. Simmy không biết đánh nhau đâu. Cho nên là mình sẽ dí theo mình đánh Simmy nha bạn, và mình sẽ dụ Simmy chạy qua nhà mình và bảo đảm Simmy sẽ sập bẫy. Ok rồi. Ok. Rồi từ từ, khoan từ. Simmy từ từ để mình qua mình bắt Simmy nha. Ok. Simmy rồi. À đây. Hello Simmy. Tỉnh lại. À chạy đi. Chạy hả? Queen. Yeah bạn ơi. Mình đã chiến thắng rồi bạn ơi. Cái bẫy của mình đã thành công rồi. Yeah. Ok bạn ơi. Lâu quá rồi mình mới cho Hero Team. Hôm nay cho vui gì đâu luôn anh em ơi. Mình đã cho mọi người sập bẫy của mình mà còn té giếng hết trơn luôn bạn ơi. Mình đã giết mọi người mà không cần động tay động chân, không cần phải làm gì hết, chỉ cần xây một cái bẫy thôi là mọi người tự chết. Ok, thì nếu như các bạn thích cái bẫy này của mình và anh em gọi là thấy thích video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha anh em. Và anh em có những màn cho nào mới thì đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi, tạm biệt. Hôm nay chơi vui quá anh em ơi. Bye bye.